Hello Nhân, xin chào cả nhà. Hiện tại là Nhân đang ở dự án Solar City, và còn gọi là dự án Trần Anh Riverside 2. Dự án Trần Riverside 1 của mình thì nó cách đây khoảng chừng 500m thôi. Và bây giờ là Nhân đang đứng tại cái lốc A5 phía sau lưng của Nhân ha. Ở phía bên tay phải của Nhân là đường trục chính á. Từ qua trục chính thì mình rẽ vào là mình sẽ gặp cái lốc A5 luôn. Thì cái lốc A5 bên đây là một cái lợi thế rất là lớn, là mình sẽ dành cho những cái khách hàng nào mà mua để kinh doanh đó, hoặc là cho thuê. Bởi vì là công ty có quy hoạch một cái trung tâm thương mại, nó nằm ở phía ngay trên cái chỗ chiếc xe tải nha cả nhà. Đó là cho nên là khi mà mình mua, mình một là mình ở, mình tự kinh doanh luôn, còn hai là mình có thể cho thuê. Thì ở đây là mình có thể là cho thuê những cái anh chị mà làm việc tại những cái khu công nghiệp lớn, chẳng hạn như khu công nghiệp Thuận Đạo, công nghiệp Vĩnh Lộc 2. Thì phía bên đó là những cái khu công nghiệp đó có rất là nhiều công ty lớn nổi tiếng á. Thì những anh chị trong đó họ làm cái mức lương khá là cao, cho nên là họ có thể là ở được những khu đẳng cấp như thế này. Tức là cái khu này là mình chỉ dành cho những cái người mà phải nói là cái tài chính nó hơi lớn đó, chứ còn mà nhỏ nhỏ thì không thể nào để ở được, cho nên là phải gọi là một khu rất là đẳng cấp nha cả nhà. Đó thì ở đây là nếu như ví dụ như là mình cho thuê thì tiếp tục là anh chị kia có thể làm văn phòng cũng được, hoặc là buôn bán nhỏ lẻ. Tức là ở đây mình gần cái chợ rồi thì mình buôn bán cái gì cũng được hết á. Rồi bây giờ thì Nhân mời cả nhà mình đi vào trong để tham quan cái căn nhà của mình hiện tại như thế nào và tương lai như thế nào. Nhân sẽ giới thiệu cho cả nhà mình nha. Rồi Nhân xin mời. Thì Nhân xin kết thúc video nha các nhà. Cả nhà mình hãy nhấn nút đăng ký kênh nha, để có thể là xem được những video sau. Thì biết đâu là có một cái dự án nào đó, mà một căn nhà hoặc là một lô đất mà nó phù hợp với cái vị trí mình yêu thích. Thứ nhất, thứ hai là và điều quan trọng là phù hợp với cái tài chính của mình. Thì lúc đó là cứ gọi cho Nhân, Nhân sẽ tư vấn hết mình cho cả nhà mình. Và cả nhà mình có thể là các bạn Zalo với Nhân nha, để mình cần thêm những thông tin gì về cái thị trường Long An, hoặc là thông tin về cái căn nhà này, thì lúc đó là cứ alo cho Nhân. Rồi Nhân xin chào và hẹn gặp lại.